Một vụ nổ bởi hơi gas làm rung động một thành phố tại tiểu bang Massachusetts, tin từ Springfield. Theo cảnh sát, từ một vụ nổ được tạo ra bởi hơi gà bị rỉ đã hủy một tòa nhà trong trung tâm thành phố Springfield, Massachusetts trong ngày 23 tháng 11 năm 2012 và làm bị thương không nặng tới ít nhất 8 người. Đại úy cảnh sát của Springfield, ông William Colin nói rằng, tòa nhà là địa điểm thương mại của một câu lạc bộ vũ nữ khỏa thân đã bị nổ tung vào khoảng 5 giờ 25 phút chiều, trong lúc nhân viên của công ty cung cấp gas đang điều tra một báo cáo gas bị rỉ dưới con đường trước của tòa nhà. Theo người phát ngôn viên của bệnh viện, bà Jane Albert, thì 8 người bị thương trong vụ nổ đã được đưa tới bệnh viện Baystate Medical Center tại thành phố Springfield, nhưng không có ai bị thương nặng. Bà Albert nói rằng bệnh viện Baystate không dự kiến sẽ cần phải nhận thêm bất cứ một bệnh nhân nào bởi vụ nổ nữa. Những hình ảnh của giới truyền thông địa phương cho thấy những tòa nhà chung quanh với cửa sổ bị bể kiến và các mảnh vụn nằm tứ tung trên đường phố một người đại diện cho công ty gas columbia gas company nói rằng hai nhân viên của họ đã bị thương trong vụ nổ nhưng cả hai dự kiến sẽ được sống sót giới truyền thông đã cố gắng thâu lượm thêm tin tức từ công ty gas nhưng công ty đã từ chối không trả lời câu hỏi nào theo các nhân chứng mô tả thì họ nghe được một tiếng nổ như là lông trời lỡ đất sau đó họ còn thấy chùm khói khổng lồ bốc lên từ hướng phát ra tiếng nổ